Sao lâu thế mà chưa thấy các bạn đến nhỉ? Mình đọc truyện đợi đi. Hello, hello. Đẹp nha, đẹp nha. Có vẻ là mới ạ. Đừng có mà sờ vào. Này, ôi trời, nhìn biết bình nước gì đây không? Capybara, đúng không? Siêu hot luôn. Này, ai không biết? Này, nhà nghèo mà cũng biết capybara cơ à? Nghèo thì nghèo làm sao mà không biết được. Cái này nó hot như thế mà tớ xem một tí. Cái này tớ chưa được xem. Đây là cái bình giữ nhiệt đấy. Nhìn này. À, Sao? trời, này bạn định làm cái kiểu là âm thanh cho tớ nghe đấy à? Người ta bảo là ASMR. Chị ta, trời ơi, để xem một tí nhá. Này, Wow. xem mà xước sơn thì liệu mà là đền đi Nếu mà nha. xước sơn á thì chứng tỏ cái này của bạn nó đều thôi. Ê, nhìn con chuột này buồn cười quá à. Bạn nhìn giống con chuột này này. Nhìn cái gì mà nhìn giống con chuột. Thì tôi thấy nó cũng uống nước giống như bạn thôi mà. Ngày hôm nay á, tớ có một bộ sưu tập toàn đồ capybara luôn, đừng có mà đụng vào. Wow. Này, bạn bị đam mê à? Nhưng mà tôi thấy là ai cũng biết là đồ mới bạn vẫn còn để tem mác sao? Tớ thích đó. Đây, ba Capybara. lô capybara đây này. Trời ơi, nhìn này. Đây là cái cặp đựng tài liệu nha. Thấy chưa? Capybara chưa? Này, Capybara chưa? hôm nay bạn bị cuồng, bị nghiện này. Sao mà bạn toàn đồ capy vậy? Trời ơi. Wow, cái này á, tận 57.000. Đắt thế. Này, nhà có điều kiện á thì tính toán gì mấy đồng bạc lẻ. Công nhận nhờ, đẹp thế. Này, hay là chiều nay bạn cho tớ mượn về được không? Mượn á? Ai chán thế Một nhở. bút mới Thôi, à? mình lại có một hộp bút màu á, capybara này. Wow. Đó. Biết bao tiền không? Bao nhiêu? 120.000 đây. Này nha, bình thường á cái hộp bút này á có 50 thôi, nhưng mà có capybara á thêm 70 nữa. Cho tớ xem nó có gì đặc biệt nào. Tớ xem một tí. Thôi, Đồ ra đừng tớ có mà xem một tí thôi. động vào của tớ xong lại gợi mắt màu. Trời. Đấy, bạn nghĩ hết rồi ư? Chưa hết đâu. Đó, bạn còn cái gì thì lấy ra nốt đi. Nhìn này. Wow. Đấy, Ui. trời, thấy chưa? Trời đất ơi, này, cái gì đây? Ui, Do cái này người là cái gì mà ta thì đẹp kiểu thế? đây á, rồi cầm ngược à, Cái gì đây vậy? là bút, đây bút Đâu? chì. Nhìn này, trong này cũng toàn bốn cái toàn capybara này. Wow, cái bút này xịn nha, cái chỗ này mềm ơi là mềm nè. Đây còn có hai cái bút bi capybara đây nữa này. Nhưng mà Đấy, nhiều này bạn dùng làm sao hết? đây cũng là capybara này, đây cũng capybara này, hộp bút capybara luôn này, đó này, Wow. xong rồi á gương capybara luôn này. Đây này này, Này, để sao hôm nay nghĩ tớ xem thấy gì bạn ạ. như kiểu là một cái nhà sách kia, nhà sách di động ấy, tớ xem cái này thử xem là capybara gì nhá. Mang đây, đừng có mà đụng vào. Tớ xem thôi Cái mà. này là cái đánh dấu trang đấy, có biết Không. không? Không biết Nhưng thì mà. thôi, đừng có mà đụng vào. Này, bạn nhiều bút thế này cho tớ xin hay. Hai cái gì mà hai, đừng có mà thấy người ta nhiều cũng người ấy. Tớ Cái đồ xem nhà một quê tí. này không biết cái gì à hả? Sao? Tớ xem một tí thôi mà. Nghe không hiểu tiếng người à? Đã bảo là đừng có đụng vào rồi. Thì bình thường tôi có tôi vẫn cho bạn đây. Bạn có cái gì hả? Có cái gì hay là có mấy cái cuốn sách kiểu gì gì đấy? Bạn bị làm sao đây? Tớ gương mặt cáo với tớ thì xem của bạn thôi mà. Đồ nhà nghèo á, đụng vào đây xong rồi á bẩn hết đồ của người ta. Này nhá, bạn đừng có mà coi thường đồ nhà nghèo nhá. Rồi ngày mai tớ cũng có capybara cho bạn xem. Capybara. Bạn Rồi. tưởng á capybara rẻ mà để cho những người nghèo như bạn có thể mua được. Tớ sẽ mua được cho mà xem, nhất định ngày mai tớ sẽ có capybara Không có thì sao, không có thì sửa gâu gâu nha, được đấy. không? Bạn đợi đấy mà xem. Tớ Bạn bực lắm rồi ơi, đấy. đùa. Ngày mai tớ sẽ có cho bạn, đổi bạn sáng mắt dạ. Đừng sáng mắt quá, chắc là mấy hôm nay á là mình đang nhắm mắt thì sao ấy. Ta là ai bảo mình không có capybara nào? Vậy là mình dốc hết chỗ tiền tiết kiệm của mình cũng mua được 2 tấm sticker nè. Mình sẽ làm gì ta? À, mình sẽ sáng tạo ra những món đồ capybara của riêng mình. Sticker ơi, giúp mình nha. Ngày mai mình đến lớp mình phải cho bạn hàng biết mặt luôn. Dám coi thường mình nhá. Rồi. Wow, đẹp quá à. Ê, 2 tấm luôn. Bạn capybara đang tắm nè. Bạn này đang chuẩn bị đi bơi.
Còn cái này thì sao nhỉ? Để xem cái này nào. Cái này hình như là bé hơn. Đâu? Wow, cái này nhiều này. Mình sẽ cho vào đây để xem cái nào là đẹp nhất. 1 nè, 2, 3, 4. Wow, được 4 tấm. Đây nữa, mình có tấm to này, 5 này. Và đây nữa, 6. Rồi, mình có rất là nhiều hình capybara rồi ha. Bây giờ mình sẽ biến cái hộp bút này thành hộp bút capybara. À, cái hộp bút này mình lỡ không giữ gì nó bị bẩn mất rồi. Không sao, mình sẽ chọn hình capybara to để đè lên. Mình sẽ lấy bạn nào tạo bạn này đi, bạn uống trà sữa này đi. Đây, dán vào đây. Ta-da, đó, thành hộp bút capybara rồi. Rồi, bạn này. Dán vào đâu? Dán vào đây. Bạn capybara đang để quả bí ngô lên đầu. Tiếp theo là bạn này nè. Ok, dán vào đây nữa. Hộp bút ông già Noel, nhưng mà sẽ không phải ông già Noel nữa rồi. Mình sẽ để capybara lên đây. Đó. Bạn Hằng có hộp bút hình capybara thì mình cũng có chứ sao. Nè, một bạn ở đây này. À, bạn này cho ở đây luôn. Đó. Bạn Hằng có lâu mới phát hiện ra. Để cái này luôn. Wow, đẹp quá à. Bạn này che cái nào ta? Che chữ Merry Christmas này đi. Rồi, đây nữa. Ok, thế là mình đã được thêm một hộp bút hình capybara nữa rồi. À, mình phải biến cái chai nước này mới được. Bạn Hằng, làm gì có chai nước đâu. Bạn ấy chỉ có bình nước. Thì mình sẽ biến hình chai nước này thành hình capybara. Mình sẽ chọn hình to to đẹp đẹp mới được. Đây, mấy bạn này đi. Bạn Capi này hình như là đang uống nước nè, uống nước dừa nè. Mình cũng cho bạn ấy uống nước luôn. Ý. Hai, đồ nhà nghèo chưa thấy đến nhở. Hôm nay mình đến sớm để xem là có đồ capybara gì khoe mình. Ai chà, mạnh đấy nhở. Tất nhiên rồi. Ôi trời, mạnh đấy, mạnh đấy. Ngày hôm nay á, tớ đầy đồ capybara nha. Thế cơ à? Đầu, đầu tớ đang sáng mắt ra đây để xem này. Đầu tiên tớ trân trọng giới thiệu với bạn bình nước capybara. Đẹp chưa? Bình nước capybara sao của bạn nhìn khác của tớ thế? Tớ thích thiết kế nó đơn giản nên là tớ đã chọn cái này đó. Tuy là chất liệu nhựa thôi nhưng mà nó cũng xịn, có hình capybara là đúng không? Ờ ha, capybara thật này. Uầy, capybara đầy hình trang trí luôn. Chả thế, bạn còn ít đúng không? Ừ thì có mỗi cái chai nước capybara. Trời, ai bảo mỗi chai nước đâu. Người ta có hộp bút, mình cũng có hộp bút luôn. Nè, trang trí capybara nè. Hộp bút á? Đằng sau luôn. Đâu. Đâu? Nè, thấy chưa? Đấy. Ờ ha, cũng giống giống này. Bạn đã câm nín chưa? Hôm qua bạn nói với tớ rằng tớ là đồ nhà nghèo không đổ có hộp capybara, tớ có ở đây. Ờ, capybara này của tớ thì ở dưới này, còn capybara của bạn thì ở đây. Ừ. À, cũng được. Bỏ tay ra. Cái gì đấy? Không có gì cả, đây là cái hộp, tuy nó cũ đây là nó bị rách thôi. Hả? Sao mới mua mà đã rách rồi? À, hồi nãy tớ không may tớ bị làm rơi ở dưới kia, thế nó bị vỡ ở chỗ này. Ừ, thì cứ cho là vỡ. Đây nữa. Nè. Hộp bút cũng capybara. Hộp capybara luôn, bạn thấy chưa? Lần này hình ảnh sắc nét nha. Đâu, xem nào. Chưa. Này, xem giống hộp bút của tớ không? Hộp bút của tớ nhìn góc này này, còn tháo ra được đây này. Đó. Đâu. Đây, không thích á, thì mình nhét vào đây. Còn không thích thì mình lại mở ra. Ừ thì... Nào. Của tớ đây. Đâu? Capybara đây. Ờ, capybara này. Ừ. Nhưng mà ở bên dưới này là hình gì đấy? Hình capybara đây. Nhưng mà con này người ta bán cho tớ, người ta bảo là cái hình này là hình biến hóa nó đi. Biến hóa à? Ừ. Capybara thường thường màu nâu. Sao đây lại màu tím? Thì tớ thích màu tím, bạn không thấy có cả con capi màu hồng à? Đúng không? Ờ, cũng đúng. Thế có cái gì nữa không? Đầy. Nè.
đồ nhà nghèo hôm nay cũng có nhiều thế nhở. Đại gia tiềm ẩn, tôi đã nói với bạn rồi. Capybara này. Đẹp. Ôi, capybara đang uống nước này. Bỏ tay ra hôm qua bạn cũng không cho tớ xem đấy. Khiếp, làm gì mà phải giữ gìn vậy? Đây nữa. Cái gì nữa? Nè, chính hiệu nha. Đó. Capybara sticker. À, như này, đầy đằng sau đằng trước luôn. Bạn làm gì có hai cái con cái răng nó như thế này. Nào, bỏ ra. Em qua một tí. Không cho xem. Đây nữa nè, lêu lêu ít. Lêu lêu, ê, bạn chả có. Này là ngồi gì ra đi, hôm nay tớ đầy đồ capybara, tớ không cùng đẳng cấp với bạn nha. Bạn không xuống ngồi với tớ nha. Không có bút bi capybara. Này, tớ có hai cái này. Lấy không, tớ cho một cái. Nếu mà cho thì thiện chí thì lấy tạm cái này đi. Đây. Mà thật ra mấy cái này bạn mua ở đâu đấy? Bí mật. Bây giờ mình là bạn mà tớ đã tặng bạn bút capybara rồi còn mua ở đâu? Đôi khi tớ thích cái bút nhưng mà tớ còn thích những món đồ khác nữa. Thích cái gì nữa? Đó, bạn bày hết của bạn ra đây. Nếu mà tớ thích cái nào thì tớ lấy. Thì hôm qua bạn xem rồi đây. Tớ thấy cái này đẹp. Tớ thích cái này. Tớ lấy được không? Thế bạn lấy cái đấy xong rồi bạn phải chỉ cho tớ mua cái hộp bút capybara màu tím ở đâu đấy nhá. Bạn cho nha. Cho luôn. Uầy, bình nước capybara. Đây là chai nước luôn á. Tớ tìm chai nước mà không có, chỉ có bình nước thôi. Còn đâu mới có, của bạn á. Mua thì mới có, còn của tớ mua thì mới có. Thì chả mua mới có, bạn nói chuyện buồn cười. Ủa, sao này sao lại có ông già Noel người Tuyết ở đây? À, capybara mà. Cái này người ta trang trí nhiều họa tiết cho đẹp đúng không? Đằng trước với cả đằng sau nó phải khác nhau chứ, của bạn có mỗi một màu. Hộp bút cũng được. Nhưng mà tớ thấy cái hộp bút này quen quen này. Bình thường bạn cũng mang hộp bút này đúng không? Không, à tớ thích cái kiểu này, tớ mua hai cái. Có gì lạ đâu mà bạn. Rồi nhỉ. Thôi nha. Tớ biết rồi. Mang cái bình chai nước đây. Vừa đây để tớ đi ra ngoài. Capybara hả? Vừa đây tớ ra ngoài sân chơi. Được. Ha. Đây là pony mà, capybara cái đầu bạn ý. Capybara biến thể hay là cái gì đấy? Hóa ra chỉ là lừa đảo. Lừa đâu mà lừa, nó rõ là hình capybara đây, bạn còn nói gì đúng không? Hóa ra chỉ là mua sticker xong rồi dán lên thôi. Trời, cứ tưởng là hôm nay á nhà giàu lên đột xuất. Đồ à, tớ cho đâu rồi? À kìa, bạn bảo bạn cho rồi mà. Cho cái gì mà cho, đồ nhà nghèo mà còn nói dối trắng trợn như bạn á, không xứng đáng được đồ tớ cho đâu. Này nha, tớ cũng có thèm đòi, tớ có thèm van xin bạn đâu, bạn tự đưa mà. Thế cái đánh dấu trang không phải là van xin à, không phải là xin à? Không thèm, rồi tớ cho tớ cũng không thèm lấy. Này nha, tớ nói thật nha, không có tiền mua đồ capybara thật thì thôi. Lại còn mua đồ xong rồi về dán như thế nữa, không thấy xấu hổ à? Này nha, tớ nói thật nha, cho dù nhà bạn giàu đi nữa, bạn có nhiều tiền mua đồ capybara đi nữa, nhưng mà đừng có mà coi thường người khác như thế. Tớ thích coi thường người khác đấy. À, bạn quên cái vụ á, tớ đổ nước lên đầu bạn rồi đúng không? Bạn có thích nữa không? Hả? Bạn có thích nữa không? Tớ sẽ đi mách cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo chủ nhiệm sẽ phạt bạn. Tớ không thèm ngồi với bạn nữa. Tớ sợ quá đấy. May mà đi sớm nhá, không ấy tớ lại đổ nước lên đầu cho. Đúng là ai ngồi với đúng là người nghèo lắm trò thật đấy.